À, vâng, em chào các bác nhé. Hôm nay thì tiếp tục là có cái con cassette này. Cassette này là con cassette của con Kenwood, mã là con 502 nhé. Con này thì em bán sả kho cho các bác nhé. Các bác về các bác nghiên cứu nhé. Đấy. Hàng về thì con này nó về đây. Các bác có thể thấy lên đây. Nắp trước là còn ok, đẹp nhé. Đấy. Đẹp nhé. Còn tất nhiên đây là cái hàng đã qua sử dụng rồi thì nó cái việc mà nó có một vài vết xước sắt hay gì đấy là không tránh được 100%. Còn hàng ở đây này em bán là bên em ấy là nó tất cả nó là nguyên bản nhé. Nguyên bản từ bên kia nó về như nào nó vẫn nguyên như vậy, em không có trong này không sửa chữa gì nhé. Đây, bán quay luôn cho các bác nội thất bên trong luôn này, các bác xem luôn. Đây, hàng là con này nó vẫn đây bình thường này. Đây, khi mà đấy, lúc mình không biết là tại sao cái lúc nó bật lên này, đấy. Đấy. Nó hơi kiểu cái tí. Đấy. Đấy. Băng cửa băng vẫn ra này. Mà đến đây thì nó hơi bị ấy này. Đấy. Khả năng là trùng dây cu loa của cái tiếng này, tiếng rít của dây cu loa nhé. Đấy. Kiểu nó không không bỏ hết đấy. Đấy, mình ấn tay dùng cái là được này. Đấy. Ở đây thì hiện tại nó đang không chạy nhé. Chắc khả năng bọn này khả năng cao để bị trùng dây cu loa các bác nhé. Khả năng cao để bị trùng dây cu loa thì nó không ấy được cái là nó bị trùng dây cu loa nên là nhiều khi là ấn nó không 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 ấy được. Đấy. Thì là cái này thì là các bác về thì một là có thể để trưng bày bật điện cho nó đẹp, hai là bác nào mà cần chạy thì có thể là biết về cái thay dây cu loa thì bỏ ra tự thay nhá, hoặc là mang ra anh em thợ nhờ người ta thay cho, người ta thay người ta ấy cho. Đấy. Thì con này bình thường nó khoảng 1,5 triệu, 1,5 triệu mấy, con cassette là 1,5 triệu, 1,2 triệu tùy từng đợt hàng về, một khoảng từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu nhé. Thì con này thì nó đang cái nó bị thế thì là em bán xả cho các bác về mình tự nghiên cứu nhá. Đấy thì là em cứ tính các bác là con này là đi 850 nhá, 850. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua con cassette này thì alo em nhé. Đấy, về có thể bày lên thêm cho nó đủ thớt. Đấy là cỡ 502 này. Đấy, thì bác nào đang thiếu thớt cassette có thể bỏ theo vào thêm cho nó đầy đủ bộ cho nó ấy. Đấy. Nhé các bác nhé, cho nó giá trị hơn, cho nó đẹp hơn. Đấy. Này còn bác nào mà cần kiểu cassette để về chạy thì đấy có thể là nghiên cứu thêm về cái việc thay dây cu loa nhé. Đấy. Ok, em xin kết thúc video ở đây, xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé.